Mọi người, mình là Hạ Khanh đến từ Vitamin Fun Education. Và hôm nay chúng ta sẽ bước vào nội dung bài học Unit 4 Hobbies, Sports and Games trong sách Destination B2. Ok, chúng ta sẽ bước vào nội dung đầu tiên của mình, đó là Topic Vocabulary. Chúng ta sẽ có 4 bước để học một từ mới. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Pronunciation, nghĩa là phát âm. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu cái definition, tức là định nghĩa của từ đó trong tiếng Anh. Thứ ba sẽ là phần translation, như là dịch từ đó sang tiếng Việt. Và thứ tư cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu example của từ đó. Vậy thì sau buổi học hôm nay, mình sẽ hy vọng mọi người có thể tích lũy cho mình những từ vựng nhất định về chủ đề này nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ô đầu tiên, chúng ta có những từ sau: pitch, track, cut, curse, ring and drink. Đầu tiên, pitch, a flat area of ground for playing particular sports on, nghĩa là sân cỏ. Hundreds of fans invaded the pitch at the end of the game, nghĩa là có hàng nghìn cổ động viên đã đi vào cái sân cỏ vào cuối của trận đấu. The next word, track, a piece of ground is for running or racing, nghĩa là đường đua. The cars have to go around the track 18 times, nghĩa là ô tô phải đi quanh đường đua 18 lần. Từ tiếp theo chúng ta có là court, an area marked with lines where some sports are played, including tennis and basketball, nghĩa là sân tennis hoặc là sân bóng rổ. I will meet you at the tennis court, tôi sẽ gặp bạn ở sân tennis. Từ tiếp theo chúng ta có là curse, an area where a race or sport takes place. Sân ở đây thường chúng ta sẽ nhắc tới là sân golf hoặc là chạy đua. Okay, the example we got here. It is one of the most challenging golf courses in the country. Đây là một cái sân golf mà đầy thử thách nhất ở trong đất nước chúng ta. Ring, a race area that is surrounded by ropes where people take part in boxing or wrestling. Nghĩa là võ đài. The boxers are just about to enter the ring. Nghĩa là những cái võ sĩ đang chuẩn bị tiến vào võ đài. Và từ cuối cùng, rink, a large flat area where people go to skate, có nghĩa là sân trượt băng. Jen fell over on the ice rink and hurt her knee, nghĩa là Jen bị ngã ở sân trượt băng và làm đau đầu gối cô ấy. Ô thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu, đó chính là win, beat or score. Đầu tiên, win, đấy là một từ rất là quen thuộc của chúng mình đúng không? To defeat everyone else by being the best or by finishing first in a competition, có nghĩa là chiến thắng. Who won the race? Ai sẽ chiến thắng cuộc thi? Okay. The next word, beat. To defeat someone in a game, competition, election or battle. Nghĩa là đánh bại. England needed to beat Denmark to get to the final. Nghĩa là nước Anh cần phải đánh bại Đan Mạch để có thể đi vào chung kết. Từ tiếp theo chúng ta có là score. To get a point in a game or sport. Nghĩa là ghi điểm. No one scored in the first half. Không ai có thể ghi điểm trong hiệp đầu. Ok, sang ô thứ ba, chúng ta có những từ sau: play or game. Đầu tiên thì play, chúng ta thường nhìn thấy từ này dưới dạng là một verb, nghĩa là chơi đúng không? Nhưng ở đây, khi nó dưới dạng một noun, một danh từ, thì nó có nghĩa là a piece of writing that is intended to be performed by actors in a theater or on television or the radio. Có nghĩa là vở kịch. The school is going to put on a play this Christmas. Nghĩa là trường sắp diễn ra và tổ chức một vở kịch vào trong Giáng sinh này. Từ tiếp theo, game, chắc hẳn là một từ quen thuộc nữa đúng không? An activity that you take part in for fun, usually one that has rules. Nghĩa là trò chơi. Monopoly is a game for all the family. Monopoly, có tỷ phú, là một trò chơi dành cho gia đình. Ok, đến ô thứ tư, chúng ta có từ spectator. Có viewer. Đầu tiên chúng mình cần tìm hiểu spectator. Someone who watches a public activity or event, especially a sports event. Nghĩa là khán giả. The spectators cheered as the two teams came onto the court for the final. And we got here viewer. Someone who watches television programs. Nghĩa là cũng là người xem, nhưng đặc biệt chú ý ở đây. Đây là người xem truyền hình.
The show attracted 28 million viewers. Nghĩa là chương trình đã thu hút 28 triệu người xem. Và vấn đề ở đây, spectator and viewer có một điểm khác nhau, là spectator là thường là những người xem live và là xem những cái sự kiện như kiểu xem các trận đấu. Còn viewer là người xem truyền hình, xem các show mà nó diễn ra trong một mà được kiểu chiếu trong màn hình nhỏ. Chúng mình sẽ tìm hiểu về hai từ này khác nhau ở trong một số bài tập sau nhé. Tiếp tục đến từ số 5. Cụm số 5 chúng ta có umpire and referee. Umpire: someone whose job is to make sure that players obey the rules in some sports. For example, tennis, baseball and cricket. Có nghĩa là trọng tài, thường ở đây là môn tennis hoặc bóng rổ. I hate it when tennis players argue with the umpire. Tôi rất ghét khi mà những người chơi tennis cãi nhau với cả trọng tài. Tiếp tục. Referee: someone whose job is to make sure that players obey the rules. Cũng có nghĩa là trọng tài, nhưng đây là trọng tài nói chung. The referee: blew the whistle and the most important football match began. Là người trọng tài thổi còi và trận đấu bóng đá quan trọng nhất bắt đầu.